Trung Quốc tiếp tục đưa thêm tàu tới Trường Sa, Việt Nam lên tiếng. Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng việc cách ly các thương nhân Trung Quốc sang mua vải thiều. Đài Loan mất điện trên diện rộng, hàng triệu hộ dân bị ảnh hưởng. Ấn Độ phát hiện nhiều thi thể vùi trong cát bên bờ sông Hằng. Hamas bắn tên lửa vào sân bay của Israel. Công ty Mỹ trả gần 5 triệu đô tiền chuộc sau khi bị tấn công mạng hàng nghìn học viên Pháp Luân Công diễu hành khắp Manhattan, New York. Chicago huy động 1.000 con mèo để đối phó với nạn chuột. Alibaba báo cáo lỗ 1,17 tỷ đô vì bị Trung Quốc phạt. Tập Cận Bình hỏi người dân, làm sao các bạn biết tôi đang ở đây? Cư dân mạng đáp, nói thật là mất đầu. Phân tích, kế hoạch hóa gia đình khiến Trung Quốc trở thành quả bom hẹn giờ. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin sáng ngày 14 tháng 5 của Dekan TV. Tiếp sau đây là các nội dung chi tiết. Mở đầu bản tin sáng ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn đến với phần tin trong nước. Thưa quý vị, vào chiều ngày 13 tháng 5, Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị bình luận về việc Trung Quốc tăng số tàu hoạt động ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam lên 300 tàu, người phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết: Các cơ quan chức năng của Việt Nam luôn theo dõi sát các diễn biến trên biển Đông và bảo vệ thực thi chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển của Việt Nam phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế và công ước Liên hiệp quốc về luật biển UNCLOS năm 1982. Như những lần trước, bà Hằng khẳng định Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và chứng cứ lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Người phát ngôn nhấn mạnh, là quốc gia biển và là thành viên của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS năm 1982, Việt Nam được hưởng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của mình được xác lập bởi Công ước. Trước đó, truyền thông Philippines dẫn tin từ lực lượng đặc nhiệm nước này cho biết, tổng cộng 287 tàu dân quân biển Trung Quốc được nhìn thấy ở nhiều địa điểm khác nhau gần quần đảo Trường Sa tính đến ngày 9 tháng 5. Trong số này, 34 tàu Trung Quốc được cho là vẫn neo đậu ở đá Ba Đầu. Bộ trưởng ngoại giao Philippines, Teodoro Loxin cho biết, họ đang xem xét tiếp tục có động thái phản đối khi các tàu Trung Quốc trong vùng biển tăng lên gần 300 chiếc. Ông Loxin nói với Bloomberg TV vào hôm 12 tháng 5 rằng đây là điều cần thiết bởi vì bạn không thể bỏ qua bất kỳ sự việc nào. Căng thẳng trên Biển Đông trong những tháng qua liên quan đến việc hơn trăm tàu cá Trung Quốc được phát hiện neo đậu ở khu vực đá Ba Đầu, nơi Việt Nam và Philippines đều tuyên bố chủ quyền. Trung Quốc cũng đưa ra yêu sách tại khu vực này. Cũng trong buổi họp báo vào chiều ngày 13 tháng 5, trước câu hỏi Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an đã đồng ý cho 164 thương nhân Trung Quốc nhập cảnh để thu mua vải thiều. Hiện Việt Nam đang trong đợt dịch mới, quy định phòng chống dịch bệnh đối với các thương nhân này như thế nào? Đáp lại, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết, các thương gia chuyên gia nước ngoài nhập cảnh Việt Nam phải tuân thủ các quy định về xuất nhập cảnh và phòng chống dịch của Việt Nam hiện nay. Người phát ngôn nhấn mạnh, các cơ quan chức năng và địa phương liên quan sẽ thực hiện việc quản lý người nhập cảnh theo đúng thẩm quyền và phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh trong nước cũng như trên thế giới. Trước đó vào chiều ngày 5 tháng 4, trao đổi với báo Tuổi trẻ, ông Nguyễn Thế Thi Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang cho biết, để tiêu thụ vải thiều diễn ra thuận lợi trong tình hình dịch Covid-19, huyện Lục Ngạn đã có kế hoạch tổ chức đón thương nhân Trung Quốc đến thu mua vải thiều và cách ly y tế tại địa phương. Ông Thi nói, hiện tại đã có 291 thương nhân Trung Quốc đăng ký sang thu mua vải thiều. Dự kiến mùa vải thiều 2021 sẽ có 400 thương nhân Trung Quốc đến Lục Ngạn thu mua và giám sát thu mua vải thiều. Ông Thi nói thêm Chúng tôi đang phối hợp cùng các đơn vị để ngày 8 ngày 10 và ngày 15 tháng 5 sẽ đón các thương nhân Trung Quốc về Cách Ly. Tiếp theo, kính mời quý vị và các bạn đến với phần tin thế giới. Thưa quý vị, vào chiều ngày 13 tháng 5, một vụ mất điện diện rộng đã xảy ra tại Đài Loan, khiến nhiều công ty và hàng triệu hộ dân bị ảnh hưởng. Theo Nikkei Asia, Bộ Kinh tế Đài Loan cho biết, việc cung cấp điện đã được khôi phục vào 8 giờ tối theo giờ địa phương trong một bài phát biểu trước công chúng. Tổng thống Thái Anh Văn đã xin lỗi về sự cố mất điện. Các công ty sản xuất chất bán dẫn Đài Loan TSMC, United Microelectronics Corporation (UMC), Vanguard International Semiconductor Corporation (VIS) và Nanya Technology Corporation đều cho biết hoạt động sản xuất của họ không bị ảnh hưởng do sự cố mất điện. TSMC và UMC là hai nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới, cho biết Xưởng sản xuất chip của họ đặt tại công viên khoa học ở Tân Trúc và Nam Đài Loan chỉ ghi nhận điện yếu hơn, nhưng quá trình sản xuất không bị ảnh hưởng. Trước đó vào khoảng 15 giờ, một sự cố xảy ra khiến bốn nhà máy phát điện tại nhà máy điện Sinta ở phía nam Cao Hùng gặp vấn đề. Lần cuối cùng Đài Loan bị mất điện trên diện rộng là vào năm 2017. Sự cố đã ảnh hưởng đến khoảng 6,68 triệu hộ gia đình và khiến người đứng đầu cơ quan kinh tế Đài Loan phải từ chức. Kính thưa quý vị, trong khi giới chức Ấn Độ đang điều tra vụ khoảng 100 thi thể bị thả trôi trên sông Hằng. Người dân địa phương tiếp tục phát hiện thêm nhiều thi thể bị trôn vùi dưới cát bên bờ sông này. Theo hãng thông tấn ANI, ngày 13 tháng 5, vài ngày sau khi phát hiện các thi thể dạt vào hai bên bờ sông Hằng tại bang Uttar Pradesh và Bihar, cư dân địa phương đã phát hiện thêm nhiều thi thể bị trôn dưới các bãi cát gần sông Hằng ở quận Unnao, bang Uttar Pradesh. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hầu hết các thi thể được quấn trong một lớp vải màu nghệ tây. Theo kênh truyền hình NDTV của Ấn Độ, một quan chức quận Unnao cho biết một trong các địa điểm phát hiện thi thể là nơi hỏa táng chính cho ba quận trong bang Uttar Pradesh. Người dân địa phương cho rằng thiếu gỗ để làm giàn thiêu có thể là một trong những nguyên nhân khiến nhiều thi thể bị thả trôi sông hoặc chôn vùi dưới cát. Ông Shrirish Gupta, một doanh nhân địa phương cho biết việc có quá nhiều người chết vì viêm phổi vũ hán ở Ấn Độ đã đẩy giá dịch vụ hỏa táng tăng cao. Ấn Độ ngày 13 tháng 5 tiếp tục ghi nhận hơn 4.000 ca tử vong do viêm phổi Vũ Hán. Theo ông Gupta, một gói hỏa táng theo nghi thức của người Hindu hiện có giá 15.000, tương đương với khoảng 203 đô la, đến 20.000 rup tương đương với khoảng 271 đô la. Rõ ràng, người nghèo không có khả năng chi trả khoản tiền này và họ đang chọn cách trôn cất dọc sông. Chuyển sang phần tin tức liên quan đến điểm nóng Trung Đông. Kính thưa quý vị, phong trào vũ trang Hamas vào ngày 13 tháng 5 bắn tên lửa lớn 250 kg nhắm vào sân bay Raymond, phi trường thứ hai của Israel và nằm gần thành phố Eilat. Một phát ngôn viên của lực lượng Hamas xác nhận vụ không kích. Theo AFP, thông báo của lực lượng này yêu cầu mọi hãng hàng không quốc tế lập tức dừng các chuyến bay đến bất kỳ sân bay nào ở Israel. Trong vài ngày qua, phía Hamas phóng nhiều tên lửa vào sâu lãnh thổ Israel. Các cuộc không kích gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động vận tải hàng không ngày 10 tháng 5, sân bay Ben Gurion của Israel cũng phải tạm ngừng hoạt động, khiến nhiều chuyến bay được điều hướng sang sân bay Raymond. Nhiều hãng hàng không quốc tế hủy các chuyến bay đến Israel. Phát ngôn viên của hai hãng hàng không United Airlines và American Airlines cho biết, các chuyến bay từ Mỹ đến Israel bị đình chỉ cho đến hết ngày 15 tháng 5. Tình trạng giao chiến giữa lực lượng Hamas và quân đội Israel đang ở giai đoạn căng thẳng đỉnh điểm. Theo lực lượng phòng vệ Israel IDF, phía Hamas phóng ít nhất 1.600 quả tên lửa từ giải Gaza từ đầu tuần, phần lớn bị hệ e thống phòng không đánh chặn. Trong khi đó, quân đội Israel cho biết họ đã tấn công các mục tiêu ở Gaza hơn 600 lần. Giới chức Tel Aviv cho biết các cuộc không kích của Hamas khiến 7 người Israel thiệt mạng, gồm một trẻ em 6 tuổi và một binh sĩ. Trong khi đó, Bộ Y tế Palestine thống kê 53 người dân tại giải Gaza, bao gồm 14 trẻ em, thiệt mạng vì sự trả đũa từ Israel. 320 người khác bị thương. Chuyển sang phần tin tức liên quan đến nước Mỹ. Thưa quý vị, công ty Colonial Pipeline, một công ty điều hành đường ống dẫn nhiên liệu lớn nhất của Mỹ, đã phải trả gần 5 triệu đô la sau khi bị tin tặc tấn công mạng. Theo nguồn tin của Bloomberg, Colonial Pipeline trả khoản tiền chuộc nói trên bằng tiền điện tử. Hành động này diễn ra chỉ vài tiếng sau khi bị tấn công. Sau khi nhận được tiền thanh toán, tin tặc cung cấp cho nhà điều hành công cụ giải mã để khôi phục mạng máy tính bị chặn truy cập trước đó. Tuy nhiên công cụ này quá chậm nên công ty phải tiếp tục sử dụng các bản sao lưu của riêng mình để giúp khôi phục hệ thống. Trước đó vào ngày 7 tháng 5, Colonial Pipeline thông báo bị tấn công mạng và buộc phải đóng một số hệ thống. FBI cho biết nhóm tin tặc chịu trách nhiệm vụ tấn công là DarkSide, nhóm chuyên sử dụng mã độc tống tiền và được cho là hoạt động ở Nga hoặc Đông Âu. Phần mềm được sử dụng trong vụ tấn công nói trên thuộc dạng mã độc tống tiền ransomware. Đây là loại phần mềm mã hóa dữ liệu trong hệ thống và đòi nạn nhân trả tiền nếu muốn lấy lại dữ liệu. Colonial Pipeline là công ty vận hành ống dẫn nhiên liệu tinh luyện lớn nhất của Mỹ. Mỗi ngày công ty này vận chuyển hơn 378 triệu lít xăng và các nhiên liệu khác từ Texas đến vùng Đông Bắc, đáp ứng nhu cầu cho khoảng 45% lượng nhiên liệu tiêu thụ ở bờ Đông. Thưa quý vị, vào ngày 13 tháng 5, đánh dấu ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới và kỷ niệm 29 năm kể từ Pháp Luân Công lần đầu tiên được giới thiệu ra công chúng. 2.500 học viên mặc áo vàng đã diễn hành khắp Manhattan, New York, Mỹ Quốc. Một cảnh tượng hiếm thấy kể từ khi đại dịch ập đến vào đầu năm ngoái. Michael Fitzgerald, người ngồi xem cuộc diễn hành nói với NTD, nó giống như một con rồng vàng uốn lượn ngay giữa trung tâm New York. Đối với những người tham gia, một số lượng lớn trong số họ là những người sống sót sau cuộc đàn áp đẫm máu dưới sự cai trị của đảng cộng sản Trung Quốc. Cuộc tụ họp là cơ hội để kỷ niệm nhiều thập kỷ kiên trì và kêu gọi quốc tế nhận thức rõ hơn về cuộc bức hại. Họ nói rằng, đứng lên vì niềm tin là điều quan trọng không chỉ đối với riêng họ mà còn đối với toàn thể nhân loại. Li Phang, một học viên pháp luân công nói với NTD: "Bảo vệ đạo đức của nhân loại chỉ khi đó mọi người mới có hy vọng." và xã hội của chúng ta sẽ ổn định. Pháp Luân Công, một môn khí công tu luyện Phật gia thượng thừa, được giới thiệu lần đầu tiên ở miền Bắc Trung Quốc vào năm 1992, bao gồm các bài giảng dựa trên nguyên lý chân, thiện, nhẫn cùng với năm bài công pháp nhẹ nhàng nhằm nâng cao sức khỏe thể chất. Khoảng 70 đến 100 triệu người đã thực hành môn tu luyện này vào năm 1999, khi chế độ vô thần của Trung Quốc coi sự phổ biến rộng rãi của pháp luân công như một mối đe dọa đối với sự cai trị của họ. bắt đầu từ tháng 7 năm đó, hàng triệu học viên đã bị tống vào nhà tù hoặc các cơ sở giam giữ khác, nơi họ bị trừng phạt bằng tra tấn và lao động khổ sai. thậm chí họ còn bị mổ cướp nội tạng chỉ vì kiên định đức tin. đề cập đến chiến thuật chuyển hóa, đức ép các học viên từ bỏ pháp luân công, li mây phang nói với ntd rằng họ muốn chúng tôi biến đổi, biến đổi thành cái gì? cô tiếp tục. Điều này thường liên quan đến việc các học viên bị tra tấn và buộc phải xem các video tuyên truyền và viết cái gọi là tuyên bố ăn năn, hứa sẽ không bao giờ tu luyện pháp luân công nữa. Ly nói thêm, nếu chúng ta quay lưng lại với sự trung thực, lòng nhân ái và lòng khoan dung, quay lưng lại với nhân loại, quay lưng lại với những gì ngay thẳng thì chúng ta sẽ trở nên xấu xa. Cô nhấn mạnh, điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được. Chuyển sang một diễn biến khác. Thưa quý vị, Fox News đưa tin, một khu bảo tồn động vật ở Chicago, tiểu bang Illinois, Mỹ đã khai triển hơn 1.000 con mèo hoang ra đường trong nỗ lực chống lại vấn nạn chuột của thành phố này. Bà Sarah Lees, giám đốc chương trình Cộng đồng cho mèo của Chi House Human Society, nói với Fox News vào hôm 13 tháng 5 rằng, tổ chức này đã nhận thấy những con mèo tạo ra sự khác biệt tích cực trên đường phố Chicago. Bà lưu ý, số lượng chuột đang giảm đáng kể và thậm chí sẽ biến mất. Chicago, còn được gọi là thành phố Windy, và năm ngoái lần thứ 6 liên tiếp đã đứng đầu danh sách 50 thành phố đáng sợ nhất năm 2020 của Orkin bởi chuột tràn lan. Orkin là một công ty dịch vụ kiểm soát sinh vật gây hại ở Mỹ. Tiếp nối chương trình là những tin tức liên quan đến Trung Quốc. Thưa quý vị, hãng thương mại điện tử Alibaba ngày 13 tháng 5 cho biết họ đã lỗ 1,17 tỷ đô la trong quý vừa qua vì mức phạt chống độc quyền kỷ lục của chính phủ Trung Quốc. Theo Reuters, Tháng 4 năm 2021, đã phạt Alibaba 2,78 tỷ đô la vì hành vi độc quyền. Đây được xem là một phần nỗ lực của Trung Quốc nhằm kiểm soát các nền tảng công nghệ đang thống trị thị trường tại đây. Các cổ phiếu của Alibaba niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ đã giảm hơn 3% sau thông tin nói trên, ngay cả khi hãng đưa ra dự báo doanh thu cao hơn kỳ vọng của thị trường. Alibaba cho biết, doanh thu hàng năm của hãng có thể lên đến 930 tỷ nhân dân tệ tương đương với 144,12 tỷ đô la trong năm tài chính tính tới tháng 3 năm 2022, cao hơn mức dự báo 928,25 tỷ nhân dân tệ của giới phân tích trước đó. Ngoài khoản phạt của Bắc Kinh, việc Ant Group, công ty con hoạt động trong lĩnh vực công nghệ tài chính của Alibaba, phải hoãn kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu IPO cũng ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư. Bắc Kinh đã nhắm vào Alibaba sau khi nhà sáng lập của hãng tỷ phú Jack Ma công khai phê bình các nhà làm luật Trung Quốc hồi tháng 10 năm 2020. Jack Ma cho rằng, chính quyền Trung Quốc đã kiềm chế nỗ lực cho vay, quản lý tài sản và các sản phẩm bảo hiểm trực tuyến của An Group. Vẫn tiếp tục những thông tin đáng chú ý từ Trung Quốc Thưa quý vị, vào ngày 12 tháng 5, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến thăm thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam. Trong chuyến đi tới công viên Nanjiang Girls Expo, ông Tập đã nói với người dân có mặt ở đây rằng Làm sao các bạn biết tôi ở đây? Đáp lại, cư dân mạng nói đùa rằng Ai dám thừa nhận chắc sẽ mất đầu. Một đoạn video được đăng tải trên Twitter cho thấy, ông Tập Cận Bình đã đến công viên Nanjang Rose Expo và một nhóm người đang chờ đợi đã ngay lập tức vỗ tay chào đón ông. Ông Tập tiến lại gần họ và buột miệng, làm sao các bạn biết tôi ở đây? Những người được cho là diễn viên phụ này nhanh chóng nói, chúng tôi đang đi thăm công viên. Ông Tập hỏi lại, anh có tham gia hoạt động nghệ thuật không? Có người trả lời, Chúng tôi đang tham gia vào lĩnh vực nhiếp ảnh. Về vấn đề này, một số cư dân mạng Twitter đã nói đùa rằng làm sao những người dân bí ẩn này dám trả lời, nói thật là mất đầu ngay. Trước đó, đã có việc nữ công an đóng vai diễn viên quần chúng trong chuyến thị sát của ông Tập bị cộng đồng mạng phát hiện khiến dư luận xôn xao. Vào mùa hè năm 2020, lũ lụt tràn lan ở lưu vực sông Dương Tử nhưng không một lãnh đạo cấp cao nào của Đảng Cộng sản Trung Quốc tới thị sát thảm họa. Ngày 18 tháng 8 năm đó, sau khi lũ rút ở tỉnh An Huy, ông Tập Cận Bình đã tới thăm khu vực này sau khi nước lũ đã rút hết. Giới quan sát cho rằng chuyến thị sát này được sắp đặt. Tại thôn Lợi Dân, thị trấn Tào Tập, huyện Phù Nam, nơi từng bị lũ lụt nghiêm trọng, ông Tập Cận Bình đã bày tỏ sự chia buồn với một nữ dân làng mặc áo trắng, quần đen, đang ôm một cô gái nhỏ trước cửa nhà. Sau khi vụ việc xảy ra, một cư dân mạng đại lục đã tung ảnh, nói rằng cái gọi là thôn nữ mà ông Tập hỏi thăm thực chất là do Diêm Tĩnh, phó đội trưởng đội công an thuộc Sở Công an huyện Phù Nam đóng thế. Bức ảnh do cư dân mạng tiết lộ cho thấy, một nữ cảnh sát mặc đồng phục an ninh phát biểu tại một cuộc họp ở Ngân hàng Thương mại Nông thôn Phù Nam. Bảng tên phía trước chỗ ngồi của cô ấy viết Diêm Tĩnh và bảng hiệu phía sau chỗ ngồi của cô ấy cũng có dòng chữ Ngân hàng Thương mại Nông thôn Phù Nam in trên đó. Qua so sánh, có thể thấy ngoại hình của nữ cảnh sát này rất giống với thôn nữ được ông tập an ủi. Những bức ảnh của riêng tĩnh đã khiến dư luận dậy sóng. Đài Á Châu tự do dẫn lời một nhà phân tích cho rằng việc các quan chức địa phương sử dụng hình thức này để xử lý các cuộc thanh tra cấp cao là một hiện tượng phổ biến. Trong vài năm trở lại đây, hầu như mỗi khi lãnh đạo đảng cộng sản Trung Quốc đi thị sát các nơi đều xảy ra những tình huống đóng giả tương tự. kính thưa quý vị. Chính phủ Trung Quốc vào ngày 11 tháng 5 đã công bố kết quả điều tra dân số mới nhất. Tạp chí Wall Street Journal đã đăng một bài sản luận vào ngày hôm đó nói rằng ông Tập Cận Bình không giấu giếm tham vọng đưa Trung Quốc trở thành cường quốc thống trị toàn cầu trong thế kỷ 21. Nhưng cuộc điều tra dân số tiết lộ một câu hỏi lớn, điều gì sẽ xảy ra nếu Trung Quốc không có đủ thanh niên? Bài sản luận cũng chỉ ra rằng Xu hướng nhân khẩu học hiện tại của Đảng Cộng sản Trung Quốc xác nhận rằng chính sách kế hoạch hóa gia đình đã để lại một quả bom hẹn giờ nhân khẩu học cho Trung Quốc. Bài giới luận này có tựa đề Gót chân a -xin của Tập Cận Bình. Bài giới luận nói rằng sau một số lần trì hoãn, Đảng Cộng sản Trung Quốc cuối cùng đã công bố kết quả điều tra dân số. Mặc dù dân số sẽ tăng nhẹ vào năm 2020 từ 1,4 tỷ lên 1,412 tỷ, nhưng thực tế nổi bật hơn là tỷ lệ sinh của Trung Quốc đã giảm mạnh và dân số trong độ tuổi lao động giảm nhiều hơn dự kiến. Khi số lượng phụ nữ Trung Quốc sinh con giảm, triển vọng nhân khẩu học của nước này tiếp tục ảm đạm. Kết quả điều tra dân số cho thấy, tỷ lệ người từ 60 tuổi trở lên tăng lên 18,7% so với 13,3% vào năm 2010. Trung Quốc cũng có số sinh hàng năm thấp nhất kể từ năm 1961, 12 triệu người. Kết quả của cuộc tổng điều tra ban đầu dự kiến được công bố vào tháng 4 năm nay, nhưng việc hoãn công bố đã gây ra nhiều đồn đoán về kết quả kém của cuộc điều tra này. Có thể đã quá muộn để hủy bỏ chính sách kiểm soát dân số. Bài số luận của Guit Jenner nói rằng, Bắc Kinh đã nhìn thấy sự xuất hiện của xu hướng này. Vào năm 2016, chính phủ Trung Quốc đã nới lỏng chính sách sinh con và mỗi cặp vợ chồng Trung Quốc được phép sinh hai con. Đảo ngược chính sách suốt 35 năm chỉ được sinh một con. Tháng trước Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc khuyến nghị chính phủ Trung Quốc cần từ bỏ chính sách kiểm soát dân số nếu muốn cạnh tranh với Hoa Kỳ. Nhưng ngay cả khi làm như vậy, có thể đã quá muộn. Một khi tỷ lệ sinh giảm xuống, cho dù chính phủ có cung cấp các biện pháp khuyến khích nào đi chăng nữa, thì xu hướng này cũng khó có thể đảo ngược. Nhiều chính phủ trên thế giới đã cố gắng và một số người tin rằng Ba Lan hoặc Hungary, quốc gia hiện chi gần 5% GDP để khuyến khích người dân sinh thêm con. Biện pháp này có thể có kết quả. Nhưng nhìn chung, các chính sách này thất bại hoàn toàn hoặc tốt nhất là cho thấy mức sinh tăng khiêm tốn. Chính sách một con đã góp phần làm cho tư tưởng cả hai vợ chồng dồn mọi nguồn lực cho một con. Nhiều gia đình cảm thấy không đủ khả năng sinh con thứ hai. Sự bùng nổ trẻ sơ sinh mà các nhà hoạch định chính sách mong đợi sau khi chính sách một con bị hủy bỏ vào năm 2016 đã không xuất hiện. Theo Reuters, tại Thượng Hải, một bà mẹ sắp sinh cho biết cô không ngạc nhiên trước số liệu chính thức được công bố vừa rồi. Người này nói, Tôi không nghĩ đây là điều bình thường. Giờ giá bất động sản cao, người trẻ phải chịu áp lực lớn về tài chính. Đối với chúng tôi, để có con, chúng tôi cần một nền tảng tài chính nhất định trước khi tính đến chuyện đó. Vấn đề giao hóa sẽ cản trở tham vọng bá chủ toàn cầu của Tập Cận Bình. Bài xấu luận cũng chỉ ra rằng tác động xã hội và kinh tế của tỷ lệ sinh giảm và dân số già là rất lớn, ảnh hưởng đến nhu cầu ngày càng tăng đối với các kế hoạch y tế và lương hưu vốn đã eo hẹp và thiếu thốn của Trung Quốc. Vào tháng 3, chính phủ Trung Quốc tuyên bố sẽ tăng dần độ tuổi nghỉ hưu hiện nay lên 60. Gánh nặng chi phí nghỉ hưu luôn khiến bất kỳ một quốc gia nào gặp khó, đặc biệt là Trung Quốc, nơi chưa đạt được sự thịnh vượng rộng rãi ở các vùng khác ngoài thành phố lớn. Các quốc gia khác trên thế giới cũng đang phải đối mặt với vấn đề già hóa dân số và giảm tổng tỷ suất sinh, tức là số lần sinh trung bình trên một phụ nữ. Người Nhật Bản và Hàn Quốc giàu hơn người Trung Quốc, nhưng tổng tỷ suất sinh của họ lần lượt là 1,36 1,1 và 0,9. Tổng số này ở châu Âu là 1,522, tỷ lệ này ở Mỹ là 1,7, trong khi ở Trung Quốc là 1,3. Bài số luận nhận định rằng xu hướng này khẳng định rằng các biện pháp can thiệp kế hoạch hóa gia đình tàn bạo thường xuyên của Bắc Kinh đã để lại một quả bom hẹn giờ về nhân khẩu học đối với Trung Quốc. Bài số luận cũng nói rằng bây giờ tài khoản dân số này sắp ra mắt, Tập Cận Bình có thể đã biết rằng trở ngại lớn nhất đối với tham vọng thay thế Hoa Kỳ trở thành nhà lãnh đạo toàn cầu không đến từ nước ngoài mà là vấn đề già hóa dân số Trung Quốc do những người tiền nhiệm của ông để lại. Bài xã luận cũng cho biết, tình hình nhân khẩu học đã trở thành một mối quan tâm hàng đầu của chính phủ Trung Quốc ở cấp độ kinh tế trong một khoảng thời gian rất ngắn. Trong vài năm qua, số lượng người trẻ tuổi có thể thay thế số lượng người về hưu ngày càng giảm. Xu hướng này là rõ ràng. Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc lại trì hoãn giải quyết vấn đề này vì các nhà lãnh đạo đang bận giải quyết những vấn đề khác, chẳng hạn như nợ gia tăng chiến tranh thương mại Mỹ Trung và những hạn chế đối với khu vực tư nhân. Nhưng bây giờ, cuộc khủng hoảng dân số sắp xảy ra. Theo số liệu chính thức, kể từ năm 2020, dân số trong độ tuổi lao động ngày càng giảm. Từ lâu, các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tuyên bố rằng tự động hóa sẽ giúp bù đắp sự suy giảm dân số trong độ tuổi lao động. Nhưng các nhà kinh tế tỏ ra nghi ngờ về chiến lược này. Vào tháng 3 năm nay, các nhà nghiên cứu từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã xuất bản một bài báo kêu gọi phản ứng mạnh mẽ hơn đối với tình trạng suy giảm dân số nghiêm trọng của Trung Quốc. Bài báo viết: "Cần phải nhận ra rằng giáo dục và tiến bộ công nghệ không thể bù đắp cho sự suy giảm dân số." Một báo cáo của BBC đã mô tả rằng già hóa giống như một căn bệnh mãn tính của nền kinh tế, tỷ lệ thanh niên và trung niên đang làm việc ngày càng nhỏ và tỷ lệ người cao tuổi cần được toàn xã hội hỗ trợ ngày càng tăng, khiến chênh lệch lương hưu ngày càng mở rộng gánh nặng xã hội càng nặng nề. Người trẻ không dễ tự lập, lại càng ngại có con, cộng với tâm lý ngại tiêu dùng của người già, sức sống kinh tế suy yếu, xã hội trong vòng lần quần. Thưa quý vị, bản tin sáng ngày 14 tháng 5 của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Kính chúc quý vị một ngày mới tốt lành. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.